Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo là đồng phạm về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 của vụ án. Ngoài kháng cáo bản án tử hình về hành vi tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng của SCB, bà Trương Mỹ Lan cũng xin tòa phúc thẩm miễn 673 tỷ đồng án phí. Ở tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bản án sơ thẩm xác định từ năm 2011, bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, bà Lan sử dụng nhà băng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Đối với tội tham ô tài sản, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Về tội đưa hối lộ, cáo trạng xác định để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tòa xác định đây là số tiền thiệt hại của vụ án và bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường cho SCB. Với các tội danh trên, tòa sơ thẩm tuyên bà Lan án tử hình. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến xét xử đến ngày 25 tháng 11.